Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách in thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0. Để in thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0 thì việc đầu tiên chúng ta sẽ vào mục 1 chọn phát sinh, mục 2 khai báo thông tin và mục 1 cài đặt thông số. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển đến ID số 29 để kiểm tra lại việc chúng ta khai báo về thông tư kế toán, quyết định kế toán đã chính xác chưa. Giả sử như ở đây là công ty này mình đang sử dụng theo thông tư 200. Nếu mà đúng rồi thì mình tắt đi. Để in thuyết minh báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ vào mục 3 báo cáo tài chính và mục số 5 thuyết minh báo cáo tài chính chúng ta in. Thì việc in thuyết minh báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ hay gặp những cái lỗi như thế này. Tức là chúng ta in ra, chúng ta in thuyết minh nhưng số liệu không có, hoàn toàn là số 0 hết. Hoặc là chúng ta in mà nó báo là chúng ta chưa tạo file Excel mẫu ha, thì đó là hai lỗi hay gặp khi mà in thuyết minh báo cáo tài chính. Thì để không bị những cái lỗi đó thì chúng ta sẽ làm theo những các bước sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào mục 3 báo cáo tài chính, chúng ta vào mục 11 chúng ta cập nhật khai báo. Ở đây chúng ta sẽ chọn mục số 6, cập nhật công thức cho thuyết minh báo cáo tài chính. Chúng ta cập nhật. Mật khẩu chúng ta để là ND viết hoa 123456789. Và chúng ta OK. Sau khi cập nhật xong công thức cho thuyết minh báo cáo tài chính, chúng ta sẽ vào mục số 2 khai báo. Và chúng ta sẽ vào mục số 5 khai báo thuyết minh báo cáo tài chính. Ở đây chúng ta sẽ khai lại một số thông tin của doanh nghiệp chúng ta, ví dụ như là lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ, chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, vân vân. Sau khi khai xong thì chúng ta thoát ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại mục 1 và chúng ta in báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính. Thì ở đây chúng ta sẽ ấn vào nút tạo file Excel mẫu trước. Yes, OK. Sau đó chúng ta mới ấn in. Thì lúc này phần mềm nó mới lấy đầy đủ số liệu cho chúng ta ha. Lưu ý là chúng ta phải cập nhật công thức cho thuyết minh báo cáo tài chính trước như lúc nãy mình hướng dẫn, và sau đó chúng ta tạo file Excel mẫu, chúng ta in thì số liệu nó mới ra đầy đủ. Các bạn chú ý cho mình cái đó ha. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách in thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.